phát sốt với loạt biểu cảm ngọt ngào chi bu dành cho Gil Lê. Dù bị chia rẽ và sắp xếp vào hai đội khác nhau ở giọng ải giọng ai, nhưng chi bu Gil Lê vẫn liên tục làm khán giả ganh tị bởi loạt cử chỉ ngọt ngào dành cho đối phương. Tập 4 của chương trình truyền hình Giọng ải giọng ai đã phát sóng vào tối 26 tháng 11. Ở tập này, hai khách mời đặc biệt xuất hiện tham gia cùng với nghệ sĩ của hai đội chơi là cặp đôi đáng yêu Gil Lê và Chi Bu. Trong lúc phân chia về đội, Trường Giang đã nhanh nhẩu lên sân khấu nắm tay Chi Bu để dắt về chung nhà với anh và Ốc Thanh Vân vì lý do mặc cùng màu áo. Như vậy đồng nghĩa với việc Gil Lê về cùng với Trấn Thành và Thu Trang. Tuy ở hai đội khác nhau, nhưng Chi Bu Gil Lê vẫn luôn dành cho đối phương sự quan tâm đặc biệt. Trong lúc Trường Giang, Trấn Thành còn bận rộn cãi nhau, Chi Bu đã bất ngờ lên tiếng rằng cô muốn được ở chung đội với Gil Lê, chứ hoàn toàn không cần ai khác. Bất cứ khi nào Gil Lê phát biểu, Chi Bu đều chăm chú lắng nghe. Cô nàng thậm chí còn giơ tay ra hiệu đồng tình. Khi bắt gặp ánh mắt Chi Bu nhìn mình, Gil Lê đã rời khỏi ghế ngồi và tiến tới sân khấu, bắt tay cô bạn. Sự ngọt ngào tình cảm của Chi Bu Gil Lê khiến khán giả màn ảnh nhỏ không khỏi phát sốt. Vòng 1 hóa thân. Ở vòng thi đầu tiên, hai đội chơi sẽ xem các đoạn clip của 7 thí sinh và sự đoán xem ai là người hát dở. Mở màn chương trình, MC Đại Nghĩa đá xéo Thu Trang là quán quân của một chương trình cải lương, không phải dạng vừa. Ngay lập tức, Thu Trang phản bác lại lúc đó Đại Nghĩa cũng là MC của chương trình, nên phải biết khả năng hát của Thu Trang đến đâu. Sau đó, Thu Trang đã thể hiện trích đoạn cải lương Lan và Điệp. Vừa cất câu hát đầu tiên, Trường Giang đã té ngửa xuống sàn, còn Trấn Thành trầm ngâm suy nghĩ khiến khán giả vô cùng thích thú. Kết thúc vòng 1, đội Trường Giang Ốc Thanh Vân, Chi Bu quyết định chọn lựa giọng ca bí ẩn số 4 và đội Trấn Thành Thu Trang Gil Lê lựa chọn giọng ca bí ẩn số 2. Và kết quả cả hai thí sinh mà hai đội chọn lựa đều có giọng hát thảm họa khiến các nghệ sĩ ngưỡng ngơ bàng hoàng. Vòng 2, siêu diễn. Ở vòng này, hai đội chơi sẽ xem các thí sinh hát nhép và dự đoán xem ai là người hát hay. Đội của Gil Lê quyết định chọn thí sinh số 3 và đội Chi Bu chọn giọng ca số 6. Và điều bất ngờ lại xảy ra, nếu như ở vòng 1, cả hai thí sinh đều hát không hay, thì ở vòng này, cả thí sinh Elsa và cô nàng rocker cá tính đều hát hay, xuất sắc khiến các nghệ sĩ há hốc ngạc nhiên. Thậm chí Trường Giang, Trấn Thành còn cúi đầu thán phục trước thí sinh Elsa. Còn với cô nàng xinh đẹp còn lại, Trường Giang bất ngờ nhận ra cô chính là nhân vật nổi tiếng khi ngồi trên xe buýt và hát nhạc bolero khiến cư dân mạng chao đảo. MC cũng giới thiệu thêm cô chính là Giang My, một hiện tượng trên mạng xã hội. Vòng 3 lộ diện. Sau khi hỏi đáp nhanh các thí sinh thì cả hai đội đều đưa ra sự chọn lựa thí sinh nào có giọng hát hay. Đội Trường Giang chọn giọng ca bí ẩn số 1 và đội Trấn Thành chọn giọng ca bí ẩn số 7. Với thí sinh không được chọn, anh thể hiện ca khúc Gạt Đi Nước Mắt và giọng hát thì dở không cần bàn cãi. Hai thí sinh còn lại lần lượt song ca với hai khách mời. Nếu như giọng ca bí ẩn số 7 song ca với Gil Lê ca khúc Love Me More không như mong đợi vì giọng hát không hay, thì giọng ca bí ẩn số 1 khiến khán giả bất ngờ với giọng hát hay và tình cảm qua bài hát Trở Về Đi kết hợp cùng Chi Bu. Thí sinh này tên thật là Phan Thiên Phú, làm công việc bán kẹo kéo, chuyên hát dòng nhạc trữ tình Bolero. Thiên Phú chia sẻ anh vô cùng thần tượng Quang Lê. Kết quả với dự đoán đúng, Chi Bu đã giành được chiến thắng với số tiền 50 triệu, còn Gil Lê trắng tay ra về.